Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh DV Channel. Rất vui được gặp lại các bạn. Thì trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái thủ thuật dành cho những bạn nào chưa biết trên Zalo. Đó là cách các bạn chặn người lạ tìm kiếm bạn qua số điện thoại hay là qua QR. Nếu bạn muốn bảo mật riêng tư cái thông tin cá nhân của các bạn, khá là hay. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết. Rồi đầu tiên các bạn sẽ vào Zalo. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến cái mục phần cài đặt. Các bạn bấm hình người đây, các bạn sẽ chọn vào cái mục quyền riêng tư, hình ổ khóa, hoặc là các bạn sẽ bấm vào hình bánh xe đây. Rồi tại đây thì các bạn sẽ bấm vào cái mục hình ổ khóa, đó là quyền riêng tư. Các bạn kéo lên, các bạn chọn đây. Tiếp theo các bạn sẽ kéo lên để chúng ta thấy cái nội dung ở phía dưới này, đó là quản lý nguồn tìm kiếm và kết bạn. Cái mục này đây khá là hay. Thì tại đây họ đã thông báo cho chúng ta cái nút màu xanh, có nghĩa là trạng thái này đang bật, cho phép người lạ tìm thấy và kết bạn qua số điện thoại này. Ngoài ra thì có những cái mục tiếp theo, đó là cho phép người lạ kết bạn qua 4 hình thức, đó là QR, hay là qua nhóm chung, hay là danh thiếp, hay là gợi ý có thể bạn quen. Thì để tắt những tính năng này thì các bạn chỉ việc nhấp vào đây để chúng ta tắt cái trạng thái này, có nghĩa là các bạn đã chặn người lạ tìm kiếm qua số điện thoại, và chúng ta sẽ tắt luôn 4 hình thức này, không cho người lạ tìm kiếm qua 4 hình thức QR, nhóm chung, danh thiếp và có thể bạn quen mà Zalo đề xuất. Như vậy là xong. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn, mình sẽ thử nghiệm bằng cách dùng một cái tài khoản khác để tìm kiếm cái số điện thoại này, xem thử đã có hiệu quả chưa. Rồi sau đây mình sẽ chuyển sang cái Zalo này, DV Channel đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào tìm kiếm bằng cái số điện thoại lúc nãy mà mình đã chặn. Thì các bạn chỉ việc bấm vào nhân bạ, và các bạn sẽ bấm vào hình người dấu cộng ở đây thôi, trên cùng bên tay phải đây các bạn sẽ bấm vào. Thì tại đây các bạn chỉ việc bình thường thì các bạn sẽ nhập số điện thoại để tìm kiếm người nhân bạ. Nếu cái số điện thoại này đã có sử dụng Zalo thì lúc này các bạn bấm tìm kiếm, thì lập tức hệ thống sẽ thông báo chúng ta số điện thoại chưa đăng ký tài khoản hoặc không cho phép tìm kiếm. Khá là hay, cái này là riêng tư, bảo mật để các bạn không muốn người lạ tìm kiếm, rồi lời mời, quảng cáo, chào mời rất là mệt. Thì để bật lại tính năng thì các bạn chỉ vào lại và chúng ta làm hoàn toàn tương tự bằng cách chúng ta bật lên lại thôi, khá là đơn giản. Rồi như vậy là trong video hôm nay mình đã chia sẻ các bạn cách chúng ta chặn người lạ tìm kiếm kết bạn qua Zalo. Các bạn nhớ đăng ký, like, chia sẻ, ủng hộ kênh cũng như để cho mọi người cùng biết. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.